Khi ở nhà mình có máy dầu hoặc là máy sẵn hoặc là dây gọi ấy gì đó thì bên Duy cũng sẽ bán cái đầu đầu bơm, hoặc là bà con ở miền Bắc thì mình gọi là cái đầu sên đó. Thì đây là cái bộ inox 304 toàn phần. Như vậy thấy nào, chúng ta có thể là về thiết kế cái dàn máy mình riêng nha bà con. Thì ví dụ như là mình sử dụng những cái dòng máy từ nhỏ tới lớn luôn, máy xăng thì nó tầm cỡ 7 ngựa rưỡi trở lên thì nó sẽ kéo được một phi 140. Cái dàn dây go này á thì bên Duy sẽ làm hơi lớn tí, những công suất nhỏ thì Duy ít làm dây go. Ví dụ như từ 140, 168, 200, 250, 300, 3 tấc bự như nè là mình sẽ kéo dây go. Thì ví dụ như máy dầu thì chúng ta cũng thể là sử dụng dòng này kéo máy cày, hoặc là bà con sử dụng máy xăng, hoặc là máy máy xe, những con máy ví dụ như là Yanma, Kubota hay là Isuzu thì chúng ta sử dụng được, hay là những con máy mẹt rồi đó chúng ta đem xuống sử dụng. Thì dòng này kéo rất là êm nha, với một cái lượng nước rất là lớn, và chúng ta có thể là dùng cái lực kéo qua. Bên Duy cũng đã thiết kế cốt lớn. Nếu như chúng ta sử dụng những cái dòng lớn thì bên Duy sẵn sàng làm cốt lớn để chúng ta kéo những cái con máy lớn, làm sao nó ra được cái lưu lượng khủng. Có thể là ví dụ như một ao thủy sản của chúng ta đó thì tầm là 10.000 mét khối, ao lắng lớn mình đó là ao 10.000 hay là ao 15.000, thì chúng ta bơm trong vòng một thời gian ngắn nó đầy để chúng ta kịp cấp nước vào nuôi. Hoặc những công trình lớn hoặc là những cái hồ lớn để mà Duy cũng làm những cái công sức lớn như thế để chúng ta sử dụng. Nhưng mà Duy hướng tới việc đó là công sức nó lớn nhưng mà chúng ta phải nhỏ gọn, giống như cái điện thoại mình bây giờ. Ngày xưa cái máy tính nó bự gì đúng không, nhưng mà giờ chúng ta sử dụng một điện thoại nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta làm được nhiều 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 thứ qua một cái chiếc nhỏ thôi. Thì vì cái dòng này nó nhỏ như thế nhưng mà lưu lượng nó rất là lớn nha bà con. Ví dụ chúng ta sử dụng nông nghiệp hoặc là thủy sản gì đó, có điện có cần mà nhiều hơn thì cứ điện cho Duy để Duy tư vấn nhiều hơn nha. Xin cảm ơn quý bạn.